TV đến đây để quay những mâm cua của dì Ba đang phỏng vấn chị Thúy, người mà đã giúp đỡ dì Ba bán cua ngay từ đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đà Lạt và anh coi qua YouTube thì thấy hoàn cảnh của dì ba bán cua nên tới đây ủng hộ. Anh đến đây từ lúc 10 giờ rưỡi và bây giờ 12 giờ anh mới mua được cua. Vậy có hai con cái thơm. Vừa ăn mấy bữa nay được không? Vừa ăn lần nào luôn hả? Bao nhiêu? 366 ngàn của ai?
300. Hình như này bự hơn con này không ta? Bao nhiêu? Bao nhiêu? 366 ngàn. Có lộ không vậy? À bự là của phải con. Ông lấy đi được nha. Phải lựa chứ cô Thành mà. Con lấy cô Thành đi. Bà chạy cũng vậy rồi. 366. Hai cô Thành phải không? Dạ. Bao nhiêu ký vậy? 366 khoan đi để có thối tiền lên. Cái kia là cái bự á, là 7. Thấy không, có hai chồng không chứ? Chị cứ nói tới á, chị nói luôn, chị lộn á. Đổi lại 5 tờ 10. Có vậy mình trả lại. Cô đây bà, lửa cô. Có một con cua đực, hai con cua thịt. Chỉ lựa cua thôi, không biết lựa cua gì hết. Cầm cua nó có lực ngại hoàng đi. Cái gì hết vậy? Không cả nhưng mà ăn cho biết mà. Là bao nhiêu vậy? Dạ 160. Dạ em có 500 ngàn. Vậy thôi 30 ngàn luôn, em cần đây là mấy chị gái mua cua nhưng mà do hồi nãy gì ba quên mang muối cho nên phải đứng chờ để lấy muối. Phóng viên rất trời luôn nè, đó chụp hình nè. Đó, chị ba nè. Bây giờ em muốn hỏi gì không? Chị ba, bữa nay có đài HTV với VTV xuống quay chị ba luôn á. Nãy giờ chị ba có gặp chưa? Không, chưa có. Vậy là phỏng vấn lên đài. Lên đài truyền hình VTV luôn chị ba ơi. Để coi mà đài gì? Đài VTV, đài truyền hình quốc gia gì ba? Đây có đài truyền hình tới quay ba nữa. Bây giờ ba. Dạ, tại vì rất là nhiều người quan tâm đến dì ba. Hồi nãy có hai anh chị kia từ Đà Lạt xuống luôn á. Thấy thử ký lẻ lẻ vậy. Ủa sao 15 nè, sao anh không nãy giờ anh không đưa vậy? Ủa nè 15 nè. 5 ký chọn 5 ký, toàn bộ 5 ký nè. Có đủ gì rồi. Rồi, con mà. Rồi. Nó đi đi. Rồi rồi rồi. Đâu, tính cái này nè. Làm lại đi thầy. Thấy. Làm lại đi bạn. Cua 3.287 ngàn cua. Chắc là phải lấy cái đồ rồi. Rồi, ngon. Anh có nhờ dì ba kiểm tra cua chứ? Con ở đâu rồi con? Con ở ngay công viên nước Giang. Ở
mua ăn thử mà. Rồi. Có mấy rồi, anh thấy chưa? Con sống này, không lấy dao đi cho mày đập cho. Là 3 ngày đổi nữa rồi hả? Đổi được 3 ngày. Tức là không đi mua.
cái mai mua. Đổi con ngày nào đi mua đâu cái mặt đi con nhớ rồi hôm nay mua hôm nay ra đổi hôm nay mua ra đổi không biết là nó có phá không phá quá giáo của gì ba hay không rồi mua được không ăn của tao đâu con lấy đi chưa mua này cho phải con không biết tao phải cua gì ba không cua này á hay là gì ba thấy không đúng rồi kiểm tra xong là có phải với cua gì không không phải người ta đổi 3 ngày liên tiếp rồi hả gì ba mình mới con nói thôi ba ngày cua 3 ngày mà không bao giờ đúng nữa nha cái này là chắc nó cua hoài sao á chứ không phải là cua của ba nó cái này nó cháo nghe vô cua khác nên em vô đổi lại.